Vâng, chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Shop nhà em dụng báo PCP chuyên kẹo chì. Đấy, lời đầu tiên thì em xin gửi tới lời chúc sức khỏe đến lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em đam mê PCP. Đấy, hôm nay đấy em lại quá bức xúc, em mới lên cái video này anh em nhé. Quá, thật sự là quá bức xúc. Đấy, lỗi thì không ai tin. Đấy, một ngày nhà em bây giờ bán không quá 5 đơn một ngày. Đấy, tức là mỗi một ngày bán không quá 5 cân kẹo một ngày mà hôm nay lại bị một con chó nó ăn cắp mất hàng anh em nhé. Đấy. Đấy, con chó đấy, nó ở thôn 8, xã Đông Lai, Bù Đăng, Bình Phước. Đấy, anh Lạc, đấy, đi con mẹ nhà nó. Đấy, em gửi cho nó một cân FXI Gold 6.35. Đấy, hàng đến trước khi mà nó mua hàng ấy, thì em nói rất rõ với nó rồi, là hàng này là hàng cấm, không đồng kiểm. Đấy, nó ok thì nó gửi địa chỉ sang cho em. Đấy, anh em nhé, ok gửi địa chỉ sang. Xong rồi hôm nay, đấy, nó điện cho em, nó bảo là hàng không kiểm, nó không nhận đâu. Đấy, cho chuyển hoàn lại, em đã mệt, em đã bức xúc rồi. Đấy, bởi vì khi chuyển hoàn lại là bọn em gửi hàng đã mất 50.000 tiền cước rồi, chuyển hoàn lại lại mất 25.000 tiền cước nữa là 75.000. Đấy, còn tiền linh tinh loại kia thì mới gửi được hàng, rồi tiền ngụy trang nữa mất vào thành hơn 100.000. Em đã bực mình rồi. Thế một lúc sau, đấy, một lúc sau anh em nhá, một lúc sau thì cái thằng ship hàng ấy, ship cái đơn hàng này nó điện cho em. Nó bảo anh ơi, cái thằng khách này ấy, là anh của cái thằng trưởng bưu cục chỗ đó. Đấy, tức là thằng khách này ấy, thằng em nó làm trưởng bưu cục. Đấy, trưởng bưu cục bên giao hàng. Đấy, là thằng em nó làm trưởng bưu cục đấy, cho thằng này đổi mất hàng của em rồi. Đấy, tức là nó đã lấy mất kẹo của em rồi. Xong rồi nó điện lại, nó bảo là nó không nhận. Đấy, thằng ship nó điện lại cho em, nó bảo là thằng trưởng bưu cục cho đổi hàng rồi. Đấy, nó sợ, nó không dám nói, tại vì sợ thằng kia nó đuổi việc. Nên là nó điện cho em, nó bảo là không, đến lúc anh lại nghĩ em đi giao hàng, em lại lấy trộm hàng của anh. Đấy, thì nó điện lại cho em, nó bảo là thằng khách này là anh của thằng trưởng bưu cục. Đấy, thằng trưởng bưu cục nó cho thằng này đổi mất hàng. Đấy, anh em nghĩ xem có cay không. Đấy, mỗi một ngày bán được 3-4 đơn hàng. Đấy, mà thì mẹ nó lỡ lòng nào nó lại ăn cắp mất hàng của em. Anh em nghĩ có cay không? Đây là nó lấy một cân 6.35 nha, loại FXI Gold. Đấy, 500.000 một cân bao ship anh em nhá. Địt mẹ cay không chịu được. Đấy. Đấy, anh em làm ở gần địa chỉ nhà thằng này nhá. Anh em làm ở gần địa chỉ nhà thằng này thì anh em tránh xa ra, đừng có chơi với cả cái thằng này. Đấy, chơi với thằng này làm gì cho nó hèn người ra. Đấy, có 500.000 thôi mà nó cũng ăn cắp, không biết là nhà nó đã giàu chưa. Thằng này có tính ăn cắp vặt như thế thì không biết nhà nó đã giàu chưa. Đấy, anh em làm ở gần nhà thằng này, địa chỉ nhà nó đây nhá. Thôn 8, xã Đông Lai, Bù Đăng, Bình Phước anh em nhá. Đấy, thằng này tên là Lạc. Đấy, thằng cái ông shipper ông ấy điện lại cho em cũng bảo là thằng này tên thật của nó tên là Lạc nhá. Đấy. Ở thôn 8, Đông Lai, Bù Đăng, Bình Phước. Đấy, nó ăn cắp của em một cân FXI Gold 6.35. Đấy, trị giá là 500.000. Đấy, mà trong khi đấy mỗi một ngày, đợt này bây giờ nó hết mùa chim rồi. Đấy, làm gì có anh em có chơi mấy đâu. Thế nên là có bán được hàng đâu. Mỗi một ngày bán 3-4 đơn thôi. Mỗi đơn lại được hơn 100.000 mà nó ăn cắp của em là hôm nay lại mất tiếp một cân FXI Gold 6.35 nữa. Anh em nghĩ có cay không? Đấy, anh em nào mà ở gần nhà thằng này nhá, thì anh em tránh xa nó ra, đừng có chơi với cả cái loại này. Đấy. Đấy, em cũng chỉ nói thế thôi. Anh em mà mua hàng ấy, thì anh em có ý thức một chút. Đấy, anh em cần thì anh em mua nhá. Anh em chơi thì anh em mua, chứ anh em đừng có chơi cái trò kiểu như này, nó ảnh hưởng đến những anh em đam mê chân chính. Đấy. Như này lấy một cái như này thì chắc là em cũng đến bỏ nghề thôi anh em ạ. Đấy, anh em nghĩ xem, anh em cứ thử nghĩ xem như thế, nếu anh em là em, anh em có cay không? Đấy. Đây nó ở thôn 8, xã Đông Lai, Bù Đăng, Bình Phước anh em nhá. Vừa hôm nay hàng đến thì nó điện lại, nó bảo không cho kiểm, nó không lấy nữa, thì ship điện lại cho em. Một lúc sau ship điện lại cho em bảo là nó đổi mất hàng rồi, tại vì thằng em ruột của thằng khách này là trưởng bưu cục. Đấy, nó là trưởng bưu cục nên là nó cho đổi. Thì anh em bảo là bây giờ cái hàng này nó là cái hàng cấm vận chuyển rồi, bây giờ nó đổi mất thì mình cũng biết kiện ai, thì cũng chỉ biết nghiến răng mà chịu thôi, làm gì được chúng nó đâu. Đấy, cay lắm anh em ạ. Đấy, buôn bán được mấy đồng mà bây giờ cứ như này thì anh em bảo là lãi ở đâu, lấy đâu ra lãi nữa. Đấy, thực sự là rất chán anh em nhé. Đấy, rồi ok, thì một lát nữa em sẽ làm một cái video giới thiệu những sản phẩm để cho anh em tham khảo nhé. Rồi, chào anh em.